Chào tất cả anh chị, mình là Huy, nhân viên chuyên viên mảng máy ép trái cây công ty Phương Bình. Dạo gần đây thì công ty mình được nhận rất là nhiều ý kiến hỏi về là sự khác nhau giữa máy ép nhanh và máy ép chậm như thế nào. Cho nên là hôm nay là mình quyết định làm cái clip này để mà có thể chia sẻ với anh chị về sự khác nhau giữa hai loại máy ép này. Và tất cả tiêu chí trong đây sẽ xoáy vào cho các anh chị vào đầu tư và kinh doanh cho những quán máy ép. Nếu những anh chị nào mà có nhu cầu máy ép thì mình có thể để comment hoặc là gọi điện thoại để mà Huy có thể tư vấn trực tiếp kỹ hơn cho mình nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Trong lĩnh vực kinh doanh thì có các tiêu chí để lựa chọn một cái máy ép, bao gồm là cái lượng nước ép ra có nhiều không, đồng thời là lượng bã ra có được ép hết hay không, có khô hay không, thời gian hoạt động của máy có lâu hay không và có bị đóng máy hay không, và cuối cùng là cái giá cả của cái máy như thế nào. Ở đây thì mình có hai cái máy để mà so sánh cho anh chị xem. Thì đầu tiên là cái máy vi tâm gọi là máy ép nhanh của hãng Tâm Nha với công suất lớn, thường sử dụng cho các nhà hàng khách sạn. Còn đây là máy ép Cuwin của Hàn Quốc với công nghệ ép chậm hàng đầu thế giới, với lượng nước ra nhiều hơn 20% so với các loại máy ép thông thường. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 500g táo cho mỗi bên. Sở dĩ là mình chọn táo tại vì cái vị của táo là kích thích vị giác và khá là ngon, cho nên được nhiều gia đình và quán lựa chọn cho thực đơn hàng ngày. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu khởi động hai đầu máy. Đây là máy ép nhanh của Vitam. Đây, như anh chị có thể thấy là mình có thể so sánh được chất lượng nước của hai loại ép, một loại là từ máy ép đi nhanh ly tâm, máy ép nhanh, một loại từ máy ép chậm. Thì anh chị thấy cái sự phân tầng từ máy ép nhanh phân tầng rất là nhanh, do cái chất dinh dưỡng của máy ép nhanh nó không còn được động nhiều trong nước ép nữa, do bản chất là bã từ máy ép nhanh không được ép một cách triệt để như là máy ép chậm. Như thấy cái màu sắc của máy ép chậm rất là đẹp, do tất cả những cái bã của máy ép chậm đều được ép, còn máy ép nhanh là nó cắt sau đó mới ép và những cái bã ra đều không được ép triệt để. Táo này mình mua đơn giá là 60.000 một ký, với máy ép chậm 500g táo cho ra 400ml nước ép, giá có tầm 7.500 cho 100ml nước ép táo. Với máy ép nhanh thì 500g táo cho ra 350ml nước ép, giá có là 8.500 cho 100ml. Như thế trên lệch là 1.500 cho 100ml. Giả sử quán của anh chị bán 100 chai nước ép 350ml mỗi ngày thì số tiền trên lệch sẽ là 350.000 một ngày, một con số không nhỏ chút nào đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đến phần so sánh bã giữa hai loại máy ép nhanh và máy ép chậm. Mình có thể thấy ở bên máy ép chậm là cái bã như vậy, sát khá là khô. Đó, anh chị có thể xem. Và đây mình bắt đầu tiến hành mình lấy bã của máy ép nhanh. Anh chị có thể thấy những cái bã của máy ép nhanh đa phần đều chưa được ép hết, nó chỉ là thể hiện những cái vết cắt và tạo ra nước, cho nên cái chất dinh dưỡng trong bã của máy ép nhanh còn rất nhiều và rất là lãng phí. Anh chị thấy khá là ướt so với máy ép chậm rất là nhiều, và đặc biệt là những bã còn rất nhiều và chưa được ép hết. Đó là lý do tại sao chất lượng giữa hai loại nước ép chúng ta có thể thấy ở đây có sự khác nhau hoàn toàn như vậy. Máy ép chậm và máy ép ly tâm tuy là nguyên lý hoạt động khác nhau nhưng đều được cấu tạo từ động cơ. Việc hoạt động liên tục trong thời gian dài sẽ gây nóng động cơ và nguy hiểm cho người sử dụng. Đối với các quán có nhu cầu ép cao trong ngày, có thể đầu tư các loại máy ép công nghiệp, ví dụ như máy ép ly tâm mình đang có ở đây, hoặc máy ép chậm Cuwin CS600. Những dòng máy ép công nghiệp cho phép các anh chị với công suất lớn mà vẫn đảm bảo được an toàn. Tuy nhiên, giá của các dòng máy ép công nghiệp thường khá cao, từ 25 triệu trở lên cho cả loại máy ép ly tâm và máy ép chậm.
theo mình thì đối với các quán có nhu cầu cung cấp khoảng 100 chai 350ml nước ép một ngày thì một con Kuvin Evo 820 là đủ rồi. Vậy là mình đã xong tất cả các tiêu chí so sánh giữa máy ép nhanh và máy ép chậm. Nếu các quán anh chị kinh doanh muốn có một máy ép đầu tư hiệu quả, chất lượng uống nước ngon, dễ thao tác, lợi nhuận cao thì khuyên anh chị là nên chọn cái máy ép chậm. Máy ép nhanh có ưu điểm là giá thành rẻ, nhưng như anh chị đã thấy việc so sánh giá cost và so sánh chất lượng nước thì anh chị cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi. Chúc anh chị có sự đầu tư hiệu quả và kinh tế và an toàn sức khỏe cho một chiếc máy ép trong tương lai. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và đừng quên like kênh Phương Bình Group để tiếp tục đón xem những video chia sẻ thú vị nhé. Tạm biệt và chào gặp lại anh chị.